Không phải huynh muốn nói với ta huynh thực sự yêu tiểu yêu tình đó đấy chứ? Sở Lưu Hương ơi là Sở Lưu Hương, có cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không tin huynh lại thành ra như vậy. Thành ra thế nào? Nói không rõ được. Tóm lại ta vừa thấy huynh như vậy là thấy bực mình lắm. Nói thật nha, huynh sẽ không vì cô ta mà từ bỏ tất cả, vì cô ta mà hy sinh mọi thứ chứ? Cho dù huynh có thể bất chấp tất cả, huynh cũng không thể, ngay cả bạn bè cũng không cần. Được rồi, huynh không cần nói. Dù huynh có thể từ bỏ tất cả, nhưng huynh nhất định sẽ không từ bỏ bằng hữu của mình. Ta nói đúng không? Không thì sao huynh lại vất vả khổ sở tới tìm ta, đúng không? Cậu sầu thối, tốt nhất huynh đừng quên. Thật ra ngoài ta ra, huynh còn có rất nhiều bằng hữu khác. Ngày nào họ cũng chờ đợi huynh, thậm chí còn quan tâm huynh hơn ta nữa. Huynh hiểu chứ? Ta hiểu. Ta thấy huynh không hiểu đâu. Huynh có biết lần này huynh đi có thể sẽ không quay về nữa không? Ta nhất định sẽ quay về. Huynh đừng có gạt ta. Tin đồn về mấy người đó ta cũng đã nghe qua. Trên đời này không có ai đáng sợ hơn bọn họ. Câu sâu thối, vì Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ và Tiết Y Nhân nữa, cho dù bọn họ lợi hại cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là người mà thôi. Lần này thì khác, lần này là người một nhà, ai ai cũng thần cơ diệu toán, võ công cao cường. Đáng sợ chứ. Quynh đã nói ra tin đồn rồi, hơn nữa không ai có thể chứng minh được. Chính vì không ai chứng minh được nên mới càng đáng sợ. Không biết bên trong sơn động nào đó số cuộc có cơ quan gì, có mai phục gì nữa. Sơn động nào ta cũng tới được, hơn nữa còn có thể an toàn rút lui, không phải sao? Vậy cũng phải. Ai bảo huynh là con sâu thối chứ? Quý không đi không được sao? Đúng vậy. Quý làm vậy gì cô ấy có đáng không? Đáng. Được. Hồ Đại Hiệp, ta đi cùng với huynh. Huynh chắc không? Ta chắc chắn. Nhưng nếu như đi tới sơn động đó có thể không ra ngoài được nữa, huynh vẫn đi chứ? Đi. Mang rượu lên. Bất luận trong sơn động đó có người hay ma hay là thần thánh, huynh cũng muốn đi. Dù hắn là người hay ma hay là thần thánh, trừ phi bên trong không có rượu uống, nếu không thì Hồ Đại Hiệp ta nhất định sẽ đi cùng với huynh. Tốt. Vậy hai huynh đệ chúng ta cùng đi phá lời đồn ma quỷ đó. Hết rượu rồi. Tiểu nhị, khách quan cho thêm hai giò nữ nhi hồng, ta muốn đem đi. Có ngay. Không thể không có rượu uống. Quý có chắc quyệt động của chúng ở gần đây không? Chắc là ở gần đây thôi, tuyệt đối không sai được. Quyệt động này khó tìm thật đấy. Được rồi, coi như ta chưa nói, tìm tiếp đi. Có người.
Gần đây có sơn động không? Để ta hỏi cô ấy. Diệp huynh hỏi đi. Sao tối hôm đó đột nhiên cô biến mất vậy? Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường ta? Cô không nhận ra ta sao? Ta vốn chưa từng gặp ngươi. Vậy cánh tay gãy câu hồn đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Cô thực sự không nhận ra ta sao? Đúng vậy, ta không quen ngươi. Nhưng ta quen cô. Cô là Ngải Thanh. Ta cũng không quen Ngải Thanh. Tránh ra. Hai người đi theo ta làm gì? Ta chỉ muốn hỏi cô vài chuyện nữa. Được, hỏi đi. Sao cô lại ở đây? Ta vẫn luôn ở đây. Mấy năm nay ta chưa từng xuống núi. Cô chưa từng xuống núi. Vậy Vạn Phúc, Vạn Thọ Viên thì sao? Đó là nơi nào vậy? Cô chưa từng tới đó thật sao? Ta không biết người đang nói gì. Có lẽ ta nhận nhầm người rồi. Xin lỗi nha. Có lẽ đúng là nhận nhầm người rồi. Bằng hữu của ta có nhiều hồng nhan tri kỷ lắm. Cô nương, ta muốn hỏi một chút, gần đây có sơn động nào không? Hai người vốn không nên tới đây. Hôm đó cũng không nên tới Vạn Phúc, Vạn Thọ Viên gì đó. Hôm đó sau khi phu phụ Ma Lão Y Nhân xuất hiện thì Trương Khiết Khiết đột nhiên biến mất. Chắc là họ bị bắt đi rồi. Nếu không thì sao cô ấy nhẫn tâm không từ mà biệt chứ? Hơn nữa, sau khi chia ly thì mặc vô âm tính. Câu sâu thối, ta dám khẳng định sơn động ở gần đây. Hồ Đại Hiệp quả nhiên là thông minh hơn người. Tại hạ tự nhận không sánh bằng. Khâm phục, khâm phục. Xem ta đây. Các ngươi từ đâu đến thì tốt nhất đừng quay về. Tại sao bọn ta phải quay về? Đây vốn dĩ không phải nơi người phàm nên tới. Ta là người phàm, vậy các ngươi không phải người sao? Bọn ta không phải. Các ngươi không phải người thì là gì? Các ngươi không nên đến đây, càng không nên hỏi. Bọn ta cũng đến rồi, hơn nữa cũng đã hỏi rồi. Nếu đã đến rồi thì không cần quay về nữa. Ta không định đi đâu. Hồ Đại Hiệp, nên đây giao cho huynh đó. Bây giờ ta biết rồi, các ngươi quả nhiên không phải người. Các ngươi là con quay. Ngươi đập vỡ rượu của ta. Được, ta quay cùng với các ngươi. Làm gì vậy? Sao chậm như vậy? Quay nhanh lên một chút. Sao không quay nữa? Ta quay giúp các ngươi. Đánh vỡ rượu của ta thì phải chết. Lại thêm hai người nữa cũng tốt.
Đây là ngươi đánh sao? Ta sao biết được, ta đánh nhiều chưởng lắm mà. Ta cũng đánh rất nhiều. Mặc kệ đi, đưa hắn về. Sao phải đưa hắn về? Người này tuyệt đối không phải tình cờ xông vào. Vậy nên phải đem hắn về hỏi cho rõ. Đúng, đi thôi. Con sâu thối, Quynh đang ở đâu? Lẽ nào Quynh tự mình đi vào trong sơn động, bỏ lại một mình ta nơi này? Ngọn núi này lớn như vậy, ta sao ta lên đó tìm Quynh được? Con sâu thối, có nghe thấy không? Lẽ nào nơi này đúng là có thần? Rốt cuộc thánh đàn đó ở đâu? Bước đầu tiên, ở đây chờ đợi. Đợi có người đơn độc bước vào sẽ khống chế hắn bằng thủ pháp nhanh nhất. Bước thứ hai, đổi y phục của hắn. Rồi dùng dị dung thuật đơn giản nhất, thay đổi dung mạo một chút, sau đó trà trộn ra ngoài. Bước thứ ba, thánh đàn đó là nơi bọn chúng coi trọng nhất, chắc là nơi trung tâm của sơn động. Bên ngoài thánh đàn nhất định sẽ có nhiều ký hiệu rõ ràng. Ngải Hồng, sao cô lại ở đây? Lẽ nào cô cũng là người nhà của họ? Vậy cô nhất định biết Trương Khiết Khiết đang ở đâu. Ta biết cô có rất nhiều bí mật sẽ không nói với ta, nhưng ta chỉ mong cô nói cho ta biết thánh đàn ở đâu. Cô ấy không thể nói với ta, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì cho ta. Đây có lẽ là giới hạn cực điểm mà cô ấy có thể làm. Nếu là thánh đàn, chắc sẽ có vài điểm đặc biệt. Đứng lại.
Chào các huynh. Chào. Đã ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Ăn gì vậy? Thịt. Thịt. Là thịt heo hay là thịt bò? Đều không phải. Là thịt người. Thịt của kẻ địch trốn ra ngoài. Vậy chắc chắn là rất khó ăn. Không phải người của chúng ta, đuổi theo. Họ vốn không cần đuổi, cứ ở bên đó chờ ta là được. Chờ ta tự ngã xuống, ta như lạc trong mê cung, sẽ mãi không chạy ra được. Được, nếu vậy chi bằng thử vận may đi. Vào cửa trước đã rồi nói. Sở Lưu Hương, huynh thật to gan. Huynh lại dám tới nơi này. Huynh còn muốn sống sót ra ngoài không? Ta vừa giả vờ không quen biết huynh. Huynh nên hiểu ý của ta chứ. Tại sao còn không đi? Ngốc như heo vậy. Ta hiểu ý cô. Nhưng mà ta phải đến. Tại sao? Lẽ nào huynh vì muốn tìm ta? Xem ra không phải. Vì huynh vốn không biết ta ở đây. Gái Thanh, lần trước tại sao cô bỏ chạy? Tại sao lại muốn giết ta? Đúng vậy. Lần trước ta thực sự rất là muốn giết huynh. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó ta vẫn lừa gạt huynh. Lần đó ta đột nhiên biến mất, không có ai ép ta đi cả. Là ta tự lẻn đi. Cho dù thế nào thì hôm nay cô vẫn cứu ta. Ta cứu huynh chẳng qua là vì ta thấy huynh quá ngốc. Rõ ràng mắc bẫy của người ta mà còn tự cho mình thông minh. Ngải Thanh, cô có thể nói cho ta biết thánh đàn ở đâu không? Thánh đàn? Huynh muốn tới thánh đàn? Đúng vậy. Lần này ta tới chính là vì muốn tìm một người. Huynh có biết người như thế nào mới có thể đến thánh đàn không? Không biết. Người sắp chết. Nếu bây giờ huynh ra ngoài thì vẫn còn hy vọng sống sót. Nếu huynh nhất định phải tới thánh đàn thì chắc chắn sẽ chết đó. Dù chắc chắn phải chết, ta cũng phải đi cho được. Huynh muốn đi thật sao? Được rồi, vậy ta đưa huynh đi. Ta vốn định cứu huynh một mạng, nhưng huynh thực sự muốn đi thì ta chỉ đành cho huynh tọa nguyện. Rõ ràng ta đã điểm huyệt đạo của hắn, nhốt hắn trong phòng thiên thu, sao hắn lại trốn tới đây được? Câu này ngươi không nên hỏi ta. Ta không hỏi cô thì hỏi ai? Vừa nãy không phải cô đưa thập tam lang vào phòng thiên thu sao? Không sai. Hiện giờ thập tam lang còn chưa tỉnh lại. Võ công của người này vốn không thể hạ gục thập tam lang. Huống hồ ta sớm đến điểm huyệt đạo của hắn. Có lẽ huyệt đạo của hắn đã được người ta giải rồi. Sau đó hai người cùng đối phó thập tam lang. Ý của cô là nói ai vậy? Ta không nói gì cả. Ta chỉ nói
Chuyện này chỉ có một khả năng thôi. Lẽ nào cô cho rằng Tiểu Hồng sẽ giúp người này chạy thoát? Câu này ngươi không hỏi ta, chắc chắn bản thân ngươi cũng nghĩ tới. Tại sao Tiểu Hồng phải làm như vậy? Ta không biết. Ta chỉ biết dạo này Tiểu Hồng thường ra ngoài thu mua lương thực. Hơn nữa, người này là một thiếu niên rất anh tuấn, hình như rất không thành thật. Nghĩa là hai người đã sớm có tư tình. Hắn tới đây vốn dĩ là để tìm Tiểu Hồng, nên Tiểu Hồng mới mạo hiểm cứu hắn. Ta không nói gì hết. Cho dù ngươi nói thì vốn cũng không có cách nào chứng minh. Cô còn không thừa nhận. Ngươi muốn ta thừa nhận gì? Ngươi dám động vào ta? Ngươi đã quên ta là người của nơi nào rồi sao? Cho dù chuyện này là thật đi nữa, các ngươi cũng không thể trị tội ta đâu. Đặc biệt là ngươi. Ta biết ngươi luôn hận ta, đố kỵ ta. Bên ngoài ngươi có thể lấy cớ chém đứt một cánh tay của ta, nhưng bây giờ ta là người ở trong này, ngươi còn có thể làm gì ta được? Cho dù ta không thể đối phó cô, nhưng sẽ có người đối phó được với cô. Ngươi dám theo ta vào trong đuối chết không? Đi thì đi, dù sao thì sự thật rõ ràng, cô xảo biện cũng vô ích. Người đâu? Bắt phản đồ Ngải Thanh lên hình cụ. Cung thỉnh thánh nữ. Đưa kẻ lạ mặt trà trộn vào đây và kẻ phản bội lên đây cho ta. Ngải Thanh, ngươi thân là tư hoa nữ trước thần linh, ngươi biết làm trái giáo quy thì sao phải chịu xử phạt thế nào không? Hộ pháp, ta không có. Ta không có, còn xảo biện. Hôm đó, ngươi đi lấy nước bên hồ, không phải là muốn dẫn Sở Lưu Hương tới đây sao? Không phải, hộ pháp. Không phải như vậy, thực sự không phải như vậy. Đừng có xảo biện ở đây. Ngươi đâu? Chuẩn bị quyết hình. Hộ pháp. Quyết hình. 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 Hộ pháp, ta không có. Hộ pháp, thả ta ra. Hộ pháp, ta không có. Hộ pháp. Quyết hình. Quyết hình. Quyết hình.
Ta nghĩ chắc ngươi vẫn nhớ lời ta nói. Ngươi có thể tới đây thì ngươi sẽ biết tất cả. Từ khi nào mà huynh biến thành người gỗ vậy? Vừa nãy khi muội nhìn thấy ta, muội lại cố tình giả vờ không quen ta, chẳng phải cũng là người gỗ sao? Ta không phải là người gỗ, ta là thần. Thần à, huynh không tin sao? Ta thực sự không nhìn ra muội có điểm nào giống thần. Đó chỉ là bây giờ ta đã biến thành người. Vậy muội biến thành người từ khi nào vậy? Chính là vừa nãy khi huynh lật mặt nạ của ta lên, thì lúc đó ta lại biến thành người. Ta thực sự không hiểu. Không những không hiểu mà còn ngày càng hồ đồ. Từ từ ngươi sẽ hiểu thôi. Rượu là loại rượu từ ba tư. Món ăn cũng là món mà các ngươi thích ăn. Đúng vậy, còn có gì cá mà ta thích ăn nhất. Các ngươi sớm biết ta sẽ tới đây. Sở Hương Soái đã muốn đi đâu thì không có ai có thể ngăn cản được. Bà biết ta là Sở Lưu Hương. Để ta giải đáp nghi hoặc của ngươi. Thứ nhất, Trương Khiết Khiết chính là con gái ta. Thứ hai, người muốn giết ngươi cũng là ta. Là bà. Nếu bà đã muốn giết ta, ta còn đưa ta tới đây. Bọn ta đúng là một gia tộc rất thần bí. Không ai biết bọn ta từ đâu đến. Thậm chí ngay cả chính bọn ta cũng không cách nào để tìm về quê nhà của mình. Bọn ta tin thờ cũng là tông giáo bí mật kỳ dị, bắt nguồn từ chân trời và bái hòa giáo của Ba Tư, cũng giống như Phật giáo của Trung Thổ các ngươi. Thần của tông giáo chúng ta cũng là thánh nữ trong giáo của chúng ta. Thánh nữ cũng là do bọn ta chọn lựa từ các sử nữ trong phái. Thánh nữ đời trước sẽ chọn người thừa kế của chúng ta, cũng chính là con bé, con gái ta. Bất luận ai được chọn là thánh nữ thì người đó cũng phải hy sinh vì tông giáo của gia tộc chúng ta. Không thể sống cuộc sống của người phàm, càng không được có tình cảm của người phàm. Cho dù ai được chọn làm thánh nữ thì bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật này. Trừ phi có người lạ từ bên ngoài tới, có thể vào được thánh đàn, dán mặt nạ tượng trưng cho thánh linh và thần lực trên mặt thánh nữ.
Nhưng mà bao nhiêu năm qua đi, không một người nào có thể làm được. Vậy nên pháp lệnh cũng coi như không có tác dụng. Mười mấy đời thánh nữ không ai thoát được. Giận sủi khi cả đời họ sống cô đơn hiu quạnh. Như người ngoài nhìn vào, có lẽ được làm thánh nữ là một niềm vinh hạnh. Nhưng ta biết không một ai có thể giống như ta, được tiếp xúc với thánh nữ đời trước gần như vậy. Chỉ có ta nhìn thấy bộ dạng của họ khi tịch giấc trong đêm. Họ như sắp phát điên vì cô đơn lạnh lẽo. Thậm chí còn dùng kim châm vào cơ thể họ đến mức máu chảy không ngừng. Sao ta có thể nhẫn tâm để con gái ta phải chịu đau khổ như vậy? Từ sau khi ta sinh ra nó, ta đã là hộ pháp của giáo phái. Nhưng chính là như vậy, ta cũng không thể thay đổi vận mệnh của con bé, trừ phi ông trời có thể ban cho ta một người lạ từ ngoài tới, có thể dán mặt nạ đáng sợ của con bé. Vậy nên bà nghĩ tới ta, để cô ấy đi tìm ta phải không? Đúng vậy. Vậy tại sao phải bảo cô ấy giết ta? Có hai nguyên nhân. Vì ngươi là một người rất tò mò, chịu mạo hiểm. Nếu ta để cho ngươi vào đây như vậy, đương nhiên ngươi sẽ không chịu. Vì giữa hai người không có tình cảm, vậy nên ta đành nghĩ hết mọi cách, khơi lên lòng tò mò của ngươi, để hai người có cơ hội tiếp xúc, để hai người từ từ nảy sinh tình cảm với nhau. Vậy bà khẳng định bọn ta chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm tới vậy sao? Con gái giống như con gái ta, sao lại không có nam nhân nào thích nó? Vậy cũng phải. Dưới bầu trời này không có mấy nam nhân nào không thích cô ấy. Nam nhân giống như huynh, cũng không có nữ nhân nào mà không thích huynh đâu. Thật biết nịnh nọt. Mau ăn di cá của muội đi. Con bé nó không sai. Nếu ta sinh muộn 30 năm, có lẽ ta cũng sẽ thích ngươi. Không phải bây giờ mẹ rất thích huynh ấy sao? Con thấy mẹ là mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng thấy thích. Đúng vậy, giữa người với người giống như nam châm vậy. Đã gặp nhau rồi thì sẽ khó tách rời. Có lẽ đây chính là duyên phận mà người ta nói. Vừa rồi bà nói có hai nguyên nhân, vậy thứ còn lại là gì? Đúng vậy, ta vừa nói bất luận là ai vào đây đều khó hơn là lên trời vậy. Mặc dù ta từng nghe tới danh tiếng của ngươi, nhưng mà ta lại chưa từng gặp ngươi. Vậy nên bà muốn thử thách ta, phải không? Ta muốn thử thách ngươi. Ta muốn thử thách võ công và sự khôn khéo của ngươi có cao cường như trong lời đồn không? Có tư cách làm con rể của ta không? Vậy ta hỏi bà có từng nghĩ nếu ta bị bà thử thách tới chết thì sao?
Cuộc sống mà, ai cũng khó tránh được cái chết, phải không? Nhưng có một chuyện ta vẫn chưa rõ. Tại sao bà muốn chặt tay của Ngải Hồng? Tay của Ngải Hồng không phải do ta chém đứt, là Ngải Thanh chém đứt. Các ngươi khiến ta quá thất vọng. Quy tắc của bổn giáo, ta nghĩ các ngươi hiểu rất rõ. Các ngươi cứ liệu mà làm. Trong gia tộc chúng ta, trong động này, mỗi người muốn hoàn thành nhiệm vụ của người đó đều sẽ bất chấp thủ đoạn. Thực sự không ngờ, mỗi một chuyện mà các người đã trải qua đều là do ta đích thân sắp xếp. Nghe nói người của ngươi đều đã thất bại. Đúng vậy. Mấy người họ đều là cao thủ hàng đầu trong giới võ lâm. Không phải bọn họ vô dụng, mà vì Sở Lưu Hương quá lợi hại. Tối hôm nay, ta sẽ phái người dụ Sở Lưu Hương đến phủ của ngươi. Nếu cô nương nhà ngươi để mắt tới hắn, đó là tạo hóa của hắn. Không ngại, cứ để hắn giải trừ bệnh của cô nương nhà ông. Như vậy hai cha con ông cũng có thể hưởng niềm vui đoàn tụ. Được, ta lập tức sắp xếp. Mọi chuyện mà ngươi làm quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vậy nên tối hôm đó ta mới đi gặp ngươi. Sau đó lại bảo Ngải Thanh, Ngải Hồng ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Ta đã tính chuẩn, chuyện ngươi chắc chắn sẽ tới đây. Nhưng có một chuyện ta nghĩ thế nào cũng không hiểu cho hợp lý được. Ngươi có thể hỏi, có nhiều người như vậy, tại sao bà cứ chọn ta? Chọn ngươi? Ta biết ngươi là một nam nhân ưa nhìn, sẽ rất được lòng nữ nhân. Hơn nữa, võ công của ngươi và sự khôn khéo của ngươi trong giang hồ không ai sánh được. Hơn nữa, ngươi hiện vẫn còn độc thân. Ta tin bà mẹ nào nếu muốn chọn con rể thì chắc chắn cũng sẽ chọn ngươi. Những nguyên nhân này vẫn chưa phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Ta chọn ngươi, nguyên nhân quan trọng nhất vì ngươi đã làm một chuyện khiến ta rất vui. Ta vẫn luôn nghĩ cách để báo đáp ngươi. Ta đã làm một chuyện khiến bà rất vui. Đó là chuyện gì? Ngươi đã giết Thạch Quan Âm thay ta. Bà có thù với bà ấy. Thú vui lớn nhất của Thạch Quan Âm chính là cướp trượng phu và tình nhân của người khác. Bà ta không phải là người. Bây giờ ngươi đã hiểu hết rồi chứ?
Được rồi, mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Ta cũng nên biết điều thôi. Muội sao vậy? Vừa rồi Quỳnh có nghe thấy tiếng hoan hô của những người kia không? Quỳnh có biết tiếng hoan hô đó có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa của nó là họ đã thừa nhận chúng ta là phu thê, đã chấp nhận Quỳnh là một thành viên trong gia tộc này. Cho nên làm sao? Trở thành thành viên của gia tộc này thì sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây. Ý muội là chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được. Không bao giờ. Chỉ là nếu Quỳnh thực sự muốn đi cũng không phải là không có cách. Không lẽ còn có cách nào khác? Có một cách. Chính vì Quỳnh là phu quân của ta nên mới trở thành thành viên của gia tộc này. Nếu như ta chết đi, Quỳnh sẽ không còn là người của gia tộc này nữa. Ý muội nói là nếu như muội chết, ta sẽ không còn là thành viên của gia tộc này, thì lúc đó ta có thể đi khỏi đây đúng không? Đúng vậy. Nếu Quỳnh sống mà thấy không vui thì thà ta chết đi. Vậy ta nói cho muội biết, bây giờ ta muốn muội hiểu rõ chuyện này. Lúc ta vui nhất chính là lúc ở cạnh muội. Muội hiểu không? Con sâu thối, rốt cuộc Quỳnh ở đâu? Ta đợi Quỳnh, đợi đến lúc qua tàn luôn rồi. Ta cũng già đi rồi, râu cũng mọc dài rồi. Bao giờ Quỳnh mới chịu ra đây? Bây giờ ta không có cả rượu uống, ta buồn bực quá. Hình như Quỳnh gầy đi rồi. Gầy đi một chút tốt hơn. Ta còn lo mình sẽ mập lên ấy chứ. Hình như Quỳnh cũng nói ít hơn trước đây rồi. Không lẽ muội muốn ta trở thành một ông già lắm chuyện hay sao? Quỳnh đến đây đã hơn một tháng rồi. Có phải Quỳnh cảm thấy khoảng thời gian này rất dài không? Rốt cuộc muội muốn nói điều gì?
Ta biết Quỳnh không quen sống cuộc sống thế này, cho nên Quỳnh mới thay đổi. Tiếp tục thế này, sớm muộn sẽ có một ngày Quỳnh không chịu nổi nữa. Ai nói vậy? Trên đời này còn ai gần gũi Quỳnh hơn ta? Còn có ai có thể hiểu Quỳnh hơn ta? Trong lòng Quỳnh nghĩ gì, sao ta lại không nhận ra chứ? Tất nhiên ta cũng biết Quỳnh rất thích ta, giống như ta rất thích Quỳnh. Cho nên ta mới hy vọng giữ Quỳnh ở lại. Hy vọng Quỳnh ở đây có thể vui vẻ như trước đây. Ta vốn cho rằng điều mình nghĩ là đúng. Bây giờ ta mới biết mình đã sai. Hơn nữa còn sai trầm trọng. Tại sao? Bởi vì Quỳnh vốn không thuộc về bất cứ ai. Không ai có thể độc chiếm Quỳnh. Ta không hiểu. Quỳnh nên hiểu. Bởi vì ngoài ta ra, trên đời này còn có rất nhiều người rất cần Quỳnh. Mặc dù ta không muốn xa Quỳnh, họ cũng không muốn rời xa Quỳnh. Ý muội là những người bạn của ta. Ngoài những người bạn đó của Quỳnh, còn rất nhiều người khác nữa. Người nào? Những người cần Quỳnh giúp đỡ, cần Quỳnh giúp họ giải quyết khó khăn và đau khổ. Ý muội là ta nên sống vì người khác. Dù là ai sống trên đời này đều phải sống có ý nghĩa, sống vui vẻ. Quỳnh nói xem đúng không? Đúng vậy. Có người sống trên đời chỉ khi họ giúp đỡ người khác, cuộc sống của họ mới trở nên có ý nghĩa, có niềm vui. Nếu không, sinh mạng của họ sẽ không có giá trị. Muội nghĩ ta là người như vậy sao? Chẳng lẽ không phải? Nữ nhân đều rất ích kỷ. Ta cũng muốn có thể hoàn toàn chiếm hữu Huynh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dần dần Huynh sẽ trở thành một người khác, không còn là Sở Lưu Hương nữa. Đến lúc đó, nói không chừng ta cũng không còn thích Huynh nữa. Chúng ta đâu cần phải chờ đến ngày đó. Cho nên ta nghĩ ta nên để cho Huynh đi. Bởi vì Huynh có cuộc sống của Huynh, ta không nên quá ích kỷ, dùng đau khổ cả đời của Huynh để đổi lấy hạnh phúc cho ta. Có lẽ chẳng qua chỉ là vì ta đã trưởng thành rồi, đã hiểu tình yêu đích thực là không được quá ích kỷ. Bất kể thế nào, ta cũng không để muội lại đây. Tại sao lại không thể? Có rất nhiều nữ nhân cũng đều ở nhà một mình đó thôi. Nếu không, sao trên đời lại có nhiều anh hùng danh tướng như vậy? Hơn nữa, ta nghĩ ta cũng không chỉ có một mình. Sau khi Huynh rời đi, sẽ có người bầu bạn với ta.
Ý muội là không lẽ muội đã mang thai con của ta? Chính vì ta đã mang thai đứa con của huynh, cho nên huynh mới có thể yên tâm mà đi. Đã như vậy, tại sao chúng ta không cùng nhau thoát khỏi đây? Mấy ngày nay, có phải huynh vẫn đang âm thầm tìm đường trốn ra đúng không? Đúng vậy. Vậy huynh đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Huynh không tìm được đâu. Bởi vì ở đây chỉ có hai con đường. Đường thứ nhất là ở đại sảnh nghị sự, chỗ đó ai cũng biết, nhưng không ai dám tự ý xa vào. Bởi vì chỗ đó cả ngày lẫn đêm đều có 10 đại trưởng lão trong tộc canh gác. Cho dù huynh có bản lĩnh to lớn, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay những trưởng lão đó. Đường thứ hai chỉ có một người biết. Ai biết? Mẫu thân của ta. Cho nên nếu ta đi cầu xin bãi cho huynh đi, có lẽ bãi sẽ đồng ý, là để hai chúng ta cùng đi. Tất nhiên ta cũng mong là như vậy. Bất kể thế nào, ta cũng phải thử một lần. Người mẹ nào cũng hy vọng con gái mình được hạnh phúc. Nhưng thế nào mới thực sự là hạnh phúc? Mẫu thân, có phải hai đứa muốn đi? Đúng là bọn con muốn đi. Cầu xin mẫu thân cho bọn con một con đường sống. Con đã quyết ý như vậy rồi. Vâng. Được, ta để hai đứa đi. Nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Giết chết ta. Mẫu thân, nếu con không giết ta, ta sẽ giết hắn. Không lẽ con không nói với hắn? Bây giờ hắn đã là phu quân của thánh nữ. Nếu vẫn muốn đi thì phải chết. Nhưng bây giờ đã không còn ai có thể giết được huynh ấy. Tại sao? Bởi vì con đã mang thai đứa con của huynh ấy. Con đã quyết định để đứa bé này làm thánh nữ. Không ai được phép giết thánh phụ. Sao con biết đứa con này là nam hay là nữ? Con không biết. Không ai biết cả. Cho nên ta vẫn có thể giết hắn. Đứa bé này chưa chắc đã là nữ. Vậy nếu nó là nữ thì sao? Con đã không còn trinh trắng, cũng không còn là thánh nữ của bổn giáo. Nhưng con vẫn có quyền chọn ai kế vị con, có phải không?
Phải. Trong tất cả quy tắc trong bổn giáo, chỉ có mình mẫu thân có quyền giải thích, phải không? Phải. Vậy, đứa con của con chỉ cần sinh ra, liền lập tức trở thành thánh nữ, phải không? Phải. Vậy huynh ấy cũng lập tức trở thành thánh phụ, phải không? Phải. Thánh phụ cũng như thần thánh, không được xâm phạm. Bất kể ai làm hại thánh phụ, đều sẽ bị trời phạt, giáng kiếp bất phục. Đây cũng là quy tắc được ghi lại, phải không? Phải. Mẫu thân xem, con cũng rất rành về những quy tắc này, cho nên con đã tìm ra được nhược điểm từ trong đó, dùng nó để tấn công lại chính chúng ta. Con đã làm như vậy sao? Con không muốn làm như vậy. Chỉ tiếc, con thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Đúng vậy, cách này quả thực rất hay. Chỉ có điều, người đầu tiên nghĩ ra cách này không phải là con. Vậy là ai? Là ta. Là ta đã nghĩ ra cách này. Cha của con mới có thể đi. Lúc đó, thánh nữ của bổn giáo là tỷ muội tốt của ta. Ta cầu xin tỷ ấy chọn con làm người kế vị. Vì vậy cha con mới có thể đi được. Tại sao ông ấy lại muốn đi? Ông ấy cảm thấy nơi này như địa ngục. Ông ấy muốn ra ngoài tìm một cuộc sống tốt hơn. Mẫu thân đã đồng ý. Ta đã đồng ý. Nhưng ông ấy không quay lại. Mãi mãi không quay lại. Nhưng sau đó ta mới biết, vừa ra ngoài, ông ấy đã gặp một nữ nhân giống như rắn độc. Từ đó đã quên ta. Người đó có phải là Thạch Quang Âm? Đúng vậy. Sau cùng ngay cả cha con cũng đã chết dưới tay bà ta. Vậy sao mẫu thân không báo thù cho ông ấy? Ta không thể đi, cũng không muốn đi. Tại sao? Bởi vì quy tắc trong tộc, một khi người này ra ngoài, sẽ không còn liên quan đến tộc nữa. Bất kể ông ấy xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến gia tộc chúng ta. Cho dù ông ấy chết ở trên đường, cũng không được đi dọn thi thể cho ông ấy. Bất kể thế nào, ông ấy cũng ra ngoài rồi. Có phải con cũng muốn ta thả Sở Lưu Hương đi? Mẫu thân, con cầu xin người. Không lẽ con cũng muốn sống cuộc sống giống như ta? Con có biết những năm qua ta đã sống thế nào không? Nếu con để hắn đi, sẽ có một ngày con phải hối hận. Không đâu. Chắc chắn sẽ không. Bởi vì không phải huynh ấy muốn đi, là con muốn huynh ấy đi. Tại sao? Bởi vì con biết ở bên ngoài sẽ có rất nhiều người cần huynh ấy. Ở bên ngoài huynh ấy sẽ cảm thấy vui hơn nhiều so với ở đây. Nhưng bà con, nếu con giữ huynh ấy, có lẽ con sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nhưng nếu con để huynh ấy đi, có lẽ sẽ có một người, một vạn người thấy vui vẻ. Niềm vui của một người không thể bằng niềm vui của một ngàn người, một vạn người. Không phải sao? Lẽ nào con không nghĩ cho bản thân mình một chút sao? Yêu là hy sinh, không phải chiếm hữu. Chỉ cần huynh ấy vui vẻ là con cảm thấy vui vẻ. Nếu không, dù con giữ được huynh ấy cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Huống hồ gì con đã mang thai đứa con của huynh ấy. Chỉ cần con toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nó, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Vậy con cho rằng ta không toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con sao? Mẫu thân, người vốn có thể làm tốt hơn. Chỉ tiếc là gì? Tiếc là thù hận và đau khổ của người đã chôn vùi quá sâu. Nếu người thực sự muốn con vui vẻ thì hãy để huynh ấy đi. Huynh ấy không phải cha của con, huynh ấy là một người khác. Tại sao lại đem thù hận của mình đổ lên người của huynh ấy? Như vậy là không công bằng. Được, ta để hắn đi. Có điều hắn buộc phải đi con đường trước đây cha con từng đi, không còn lựa chọn nào khác. Con đường nào? Thang trời. Tại sao phải đi con đường đó? Không lẽ con đã quên người trong gia tộc? Bất kể ai muốn rời khỏi đây, chỉ có con đường đó là dễ đi. Bây giờ hắn đã là thành viên của gia tộc, không lẽ con không biết? Con biết. Vậy được, cứ quyết định như vậy đi. Sáng mai đích thân ta sẽ tiễn hắn đi. Ta tin ngày mai huynh ấy chắc chắn có thể ra ngoài. Muội sao vậy? Muội thấy không khỏe à? Muội nói chuyện với mẫu thân rồi sao? Bà ấy có chịu để chúng ta đi không? Mẫu thân đồng ý rồi. Có điều gì? Mẫu thân nói chỉ cần là người của gia tộc, bất kể ai muốn rời đi đều chỉ có một con đường để đi. Đó chính là thang trời. Thang trời. Đúng vậy. Thang trời suốt cuộc là con đường như thế nào? Đó có lẽ là con đường đáng sợ nhất trên đời này. Người không có dũng khí tuyệt đối không dám đi. Ta nghĩ mẫu thân bảo huynh đi con đường này là để xem huynh có dũng khí này hay không. Dũng khí như thế nào? Dũng khí tự phán đoán để quyết định sống chết và số phận của bản thân. Quyết định sống chết và số phận. Nếu một người không có dũng khí này, e là rất khó để đi con đường này. Đúng vậy. Một người đang nhiệt huyết dâng trào
cảm xúc kích động, thường sẽ bất chấp mọi thứ, thậm chí là không màng cái chết. Thực ra điều đó không khó, nhưng nếu bắt bản thân tự phán đoán sống chết thì lại là chuyện khác. Cho nên ta từng thấy rất nhiều người, tuy đã quyết tâm rời khỏi đây, nhưng khi thực sự bước lên thang trời lại thay đổi ý định, tạm thời lùi bước, dù cho bị người khác coi thường. Trên thang trời rốt cuộc có cái gì? Có hai cánh cửa. Một cánh cửa thông với bên ngoài là đường sống. Vậy thì cánh cửa còn lại là đường chết rồi. Không phải đường chết, là hoàn toàn không có đường. Bên ngoài là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đấy. Một chân bước ra ngoài là vạn kiếp bất phục. Không ai biết cánh cửa nào mở ra đường sống. Huynh có thể lựa chọn mở cánh cửa nào, nhưng một khi mở cửa thì huynh không thể lùi bước mà không đi. Xem ra lựa chọn con đường này không những cần có dũng khí mà còn cần may mắn nữa. Nhưng mà trước giờ không phải huynh vẫn rất may mắn sao? Cho nên ta muốn huynh hứa với ta một việc. Việc gì? Ta hy vọng sau khi huynh ra ngoài có thể tìm một nơi cảnh đẹp như tranh vẽ, bốn mùa đều như mùa xuân, dựng một căn nhà tranh, nuôi vài con ngựa trắng, chờ sau này ta và con của chúng ta đi tìm huynh, chúng ta có thể sống với nhau thật hạnh phúc. Sau này, ý của muội là muội không đi cùng với ta. Tại sao muội lại như vậy? Thánh nữ đời sau còn đang trong bụng muội, sao muội có thể đi được? Muội định để ta đi một mình thật sao? Đúng vậy. Muội cho rằng một mình ta đi sẽ vui vẻ hơn sao? Muội cho rằng ta chịu để muội và con ở lại đây, ở lại nơi quỷ quái này cả đời hay sao? Sao ta có thể làm được? Vậy thì huynh sai rồi. Ta sai chỗ nào? Rất nhiều. Bọn muội sẽ không sống ở đây cả đời. Một thời gian nữa, bọn muội có muốn ở lại đây thì nơi này cũng không tồn tại nữa. Tại sao? Tổ tiên của bọn muội sở dĩ ở lại nơi này là vì họ đã phải chịu quá nhiều đả kích và dày vò, vì vậy mà trở nên hận thế tục, kỳ quặc khác người. Họ cũng biết người khác không ưa gì họ, họ cũng không ưa gì người khác, cho nên họ mới lựa chọn đến đây sống cô độc tới già, cách biệt với thế giới. Nhưng mà thế giới này thay đổi từng ngày, suy nghĩ của con người cũng thay đổi từng ngày, suy nghĩ của người đời trước và người đời sau dù sao cũng có khác biệt to lớn. Bây giờ người đời trước đã mất rồi, đi hết rồi, người đời sau vẫn ở lại nơi này là vì họ có một nỗi sợ hãi với thế giới ở bên ngoài kia. Họ sợ ra bên ngoài rồi không thể tồn tại, không thể thích nghi với môi trường đó. Họ sai rồi.
Một người chỉ cần chịu cố gắng thì sẽ có cách để sinh tồn. Tất nhiên là họ đã sai. Cho nên đợi họ từ từ nghĩ thông suốt đạo lý này, ta nghĩ sẽ không còn quy tắc nào có thể trói buộc họ nữa. Họ cũng sẽ không tiếp tục ở nơi giống như lao tù này nữa. Đến lúc đó, nơi này cũng sẽ không tồn tại nữa. Nói thì như vậy, nhưng phải đợi đến bao giờ ngày này mới thực sự đến đây? Sắp rồi, ta đảm bảo với huynh, huynh sẽ được thấy ngày này. Muội đảm bảo. Đúng vậy. Bởi vì ta sẽ cố gắng hết sức để khiến họ hiểu ra thế giới bên ngoài không hề tàn khốc, đáng sợ như họ nghĩ. Một người nếu muốn sống hạnh phúc thì phải có chút dũng khí. Đó không chỉ là trách nhiệm của ta, cũng là nghĩa vụ mà ta phải cố gắng hoàn thành. Dù sao họ cũng là huynh đệ tỷ muội của ta, cho nên muội nhất định muốn ở lại đây. Ai sống trên đời cũng cần có mục đích, có ý nghĩa. Cho dù bây giờ ta có thể đi cùng huynh, cũng chưa hẳn đã sống vui vẻ, bởi vì ta không làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của ta. Vậy cuộc đời ta chẳng phải sẽ trở nên không còn chút giá trị và ý nghĩa nào sao? Ta hiểu rồi. Là bởi vì huynh và ta giống nhau, chúng ta chưa từng quên nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân. Vậy nên huynh nên đi. Hơn nữa, không đi không được. Cho dù huynh bắt ép mình ở lại đây, có lẽ ngày nào đó huynh sẽ trở thành người vô dụng, thậm chí là một người chết. Người ta thích là huynh, không phải một người chết. Vì vậy, ta không muốn huynh thay đổi. Cho nên, dù là vì ta, thì huynh cũng nhất định phải đi. Đến hôm nay ta mới phát hiện, từ trước tới nay, ta chưa thực sự hiểu muội. Trên đời này vốn không có một ai có thể hoàn toàn hiểu một người khác. Cho dù là phu thê, huynh đệ hay bằng hữu, huống hồ gì là nữ nhân sinh ra đã khiến người ta không thể hiểu được. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn. Điều gì? Đó là trước đây ta chưa từng gặp người con gái nào như muội, và ta chắc chắn sau này cũng sẽ không gặp được người nào như muội. Cho nên huynh sẽ nhớ tới muội mãi mãi, có phải không? Tất nhiên rồi. Như vậy là đủ rồi. Nên là sau khi huynh ra ngoài, nhất định phải tìm một nơi bốn mùa như mùa xuân, cảnh đẹp như tranh vẽ, dựng một căn nhà tranh, nuôi vài con ngựa trắng. Chờ sau này ta và con cùng nhau đi tìm huynh, chúng ta có thể ở đó sống hạnh phúc vui vẻ. Huynh phải nhớ, đây là ước hẹn của chúng ta. Sở Lưu Hương, ngươi lựa chọn ở lại hay là đi?
Ta sẽ không ở lại. Người đâu? Dẫn Ngải Hồng lên. Dân. Ta xin lỗi. Muội luôn đối xử với ta thân như tỷ muội ruột. Ta luôn nghĩ mình có thể làm được gì cho muội. Tối hôm qua ta đã nghe thấy muội và hộ pháp nói chuyện. Ta hy vọng muội được hạnh phúc, cho nên ta quyết định giúp muội đi thăm dò thang trời. Ta sẽ chọn bên phải. Nếu như ta không trở lại, chứng tỏ ta đã chọn sai. Cô có thể nghĩ đến để Ngải Hồng đi thăm dò thang trời? Không lẽ cô không nghĩ ta đã sớm đề phòng hay sao? Người đâu? Thả Tư Hoa nữ ra. Khoan, ta muốn đưa tỷ ấy về thánh đàn. Không một ai có thể ngăn cản được. Quynh chắc chắn sẽ ra ngoài được, bởi vì ở ngoài kia còn có rất nhiều người thật lòng hy sinh vì Quynh. Còn nữa, Quynh phải nhớ chuyện đã hứa với ta. Mối tình nếu thực sự dài lâu, đâu nhất thiết phải bên nhau sớm tối. Vì hẹn ước của chúng ta, Quynh nhất định phải cố gắng giữ gìn. Nếu ngươi thật lòng tốt với nó, tại sao không hy sinh bản thân mình? Bởi vì mụi ấy không muốn ta làm vậy. Ngươi thực sự cho rằng nó muốn ngươi đi sao? Bà không nghĩ vậy à? Ngươi tin tưởng nữ nhân như vậy sao? Ta là mẫu thân của nó, cũng là nữ nhân. Ta hiểu nó hơn ngươi. Nó muốn ngươi đi, chẳng qua vì nó đã quá đau lòng. Nó muốn ngươi đi, chẳng qua vì nó không bao giờ muốn gặp lại ngươi. Ta hiểu. Ngươi hiểu là tốt. Bà làm vậy chẳng qua là muốn mùi ấy hận ta. Ta cũng hận mùi ấy. Hy vọng bọn ta sẽ giống như bà. Nhưng ta có thể nói, cảnh ngộ của mùi ấy tuyệt đối sẽ không giống bà. Bởi vì ta sẽ vì mùi ấy mà sống thật tốt. Mùi ấy cũng vì ta mà sống thật tốt. Cho dù thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Hay ta chăm sóc mùi ấy thật tốt. Được.
Người thấy hối hận rồi phải không? Hối hận điều gì chứ? Hối hận người vốn không nên tới đây. Không ai ép người tới, cũng không ai ép người đi. Nhưng giờ những điều ấy đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì ta đã được sống, được tới đây, được yêu. Đối với bất kỳ ai mà nói, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.